Liam mến chào các bạn. Ở video này Liam tiếp tục gói hàng cho các bạn khách đã đặt hàng trên shop của Liam trên Shopee. Những món hàng sau đây nếu các bạn thích thì hãy vào trong phần mô tả của video ha. Liam có để link trong phần mô tả video, link các sản phẩm cũng như là link của shop ha. Các bạn thấy trên bàn hôm nay có cái gì khác không nè? Trên bàn hôm nay là Liam có làm một chiếc kệ để đi co bàn nè các bạn. Đây chiếc kệ màu trắng này nè các bạn, là được làm bằng giấy ha. Liam trang trí lại cái bàn quay của Liam ha các bạn. Thì cái kệ này Liam có hướng dẫn trên kênh Liam Channel ha. Bây giờ Liam bắt đầu gói đơn hàng đầu tiên nha. Đơn hàng đầu tiên của bạn Thùy Linh đến từ Bình Thuận. Bạn có nhắn với Liam là bạn mua đồ để chuẩn bị cho năm học mới ha. Bây giờ Liam sẽ chọn hàng cho bạn. Món đầu tiên là bạn mua một chiếc túi. Bạn chọn mẫu túi này nè các bạn. Rất là dễ thương. Liam để bên ngoài ha. Món thứ hai là ghim cài ba lô. Đây, một cái ghim rất là cute nè các bạn. Ghim cài ba lô. Món thứ ba là lược chải tóc. Đây, một chiếc lược chải tóc này màu hồng ruốc nè các bạn. Món thứ tư là một bộ combo gồm có 7 món. Đây bộ combo này có đủ loại thuốc trong này ha. Món tiếp theo là một cây bút chì. Đây một cây bút chì Liam lấy màu hồng cho bạn nè. Tiếp theo là cục tẩy. Món tiếp theo là thước nam châm. Đây một cây thước dẻo nè. Một chiếc tủ. Chiếc tủ đây là mẫu mới nè các bạn. Đây Liam cũng có lấy một cái Liam dùng đây. Cái tủ của bạn là giống như này các bạn. Đây Liam lấy cho bạn cái tủ màu xanh ha. Đây ở ngoài để màu xanh nè các bạn. Chiếc tủ này có một ngăn là để mình cắm bút nè, rồi cái ngăn trong là mình để đồ dùng học tập ha. Chiếc tủ này để trên bàn rất là gọn nè các bạn. Đây Liam review nè, chiếc tủ màu xanh ha. Bên trong này có hai ngăn nè. Cái học tủ này là lớn các bạn, chứ không phải là giống như cái học tủ mà tủ chính ngang ha. Học tủ đây là ba học nhưng mà học lớn mình bỏ đồ được nhiều rồi các bạn. Về món tiếp theo là dao rọc giấy. Dao rọc giấy của bạn này Liam lấy cho bạn ai trên hình cái thơm ha. Tiếp theo là một cái đồ đựng rác mà có hình thú ha. Liam lấy cho bạn màu hồng nè. Đồ đựng rác này có kèm theo một tấm sticker nữa các bạn. Tiếp theo là một cây bút xóa. Một thước, thước đủ loại trong này ha. Đây em để thử cho các bạn xem nè. Đây có một cây thước dài nè. Ba cái thước như thế này ha. Được khoảng trong một chiếc túi nhựa như thế này. Về món cuối cùng là một hộp bút dạ có 6 cây nhưng mà có 12 màu ha các bạn. 6 cây nhưng mà mỗi đầu là màu khác nhau nè. Các bạn mua cái mẫu bút này về xài rất là lợi luôn. Tại vì có nhiều màu ha. Mình có thể mình ghi chú hoặc là mình làm trang trí sổ thì rất là tiện. Đơn hàng của bạn tổng hết là 315.000 kẻ tiền ship luôn ha. Đơn của bạn Thùy Linh ở Bình Thuận này các bạn. Bạn mua đủ hết túi rồi bút màu rồi đồ decor bàn ha. Rồi thước, rồi lược, đủ thứ hết. Đơn 315.000 kẻ tiền ship luôn các bạn. Bây giờ hãy cùng với Liam gói hàng cho bạn Thùy Linh nha. Liam tặng cho bạn Thùy Linh một tờ giấy buộc tóc ha. Vào năm học mới thì mình cũng nên có một tờ giấy buộc tóc mới nè. Liam tặng cho bạn một món quà mà Liam tự làm này các bạn. Liam tặng thêm cho bạn một số sticker rời ha. Liam cảm ơn bạn Thùy Linh nha. Cảm ơn bạn đã ủng hộ shop của Liam. Em tặng thêm cho bạn một bịch xốp nè. Rồi bạn về bạn có thích trang trí và bạn trang trí ha. Đơn hàng tiếp theo Liam gói hàng cho bạn Khánh Nguyễn đến từ Khánh Hòa ha.
Đợt trước bạn Khánh Nguyễn cũng có đã mua một đơn ở shop Liam rồi nè. Đợt này bạn mua sổ, Liam mới lấy sổ về rất là nhiều các bạn, rất là nhiều mẫu dễ thương. Liam có chụp Zalo gửi cho bạn và bạn chọn hai cái mẫu này nè các bạn. Bạn chọn hai mẫu rất là cute luôn ha. Bạn mua hai cuốn sổ tay và Liam có gửi kiểu như là Liam bù hàng cho bạn ha. Đợt trước bạn mua cái hộp son á, nhưng mà có cái cây số 2 này á, bên trong không có cái mút ha, cho nên là đợt này Liam gửi Liam kèm cái cây số 2 này lại cho bạn này. Đây cây này có mút ha. Liam nghĩ là có thể là do lỗi nhà sản xuất đó các bạn, hoặc là khi mà bạn kéo lên á thì nó bị tuột ra ở bên trong ha các bạn. Đây, khi mà bạn nhắn với Liam là Liam để dành tại cái cây số 2 này cho bạn này. Liam khui cái hộp mới ra lấy cây số 2 để dành cho bạn. Hôm nay bạn đặt cái đơn tiếp theo á thì Liam lấy Liam bù cho bạn ha. Đặc biệt của đơn này đó là bạn Khánh Nguyễn đã đặt hai cái cuốn sổ này bằng cái đường link mà Liam để trong phần mô tả của video. Các bạn để ý ha, các bạn xem video của Liam, Liam có để đường link các sản phẩm trong phần mô tả của video. Nếu các bạn mua bằng những cái đường link đó là đường link ưu đãi ha. Các bạn mua bằng đường link đó thì Liam có quà nhiều hơn một chút cho các bạn. Nếu mà bạn Khánh Nguyễn mua hai cuốn sổ thì Liam sẽ tặng sticker ha. Còn bạn mua bằng cái đường link đó thì Liam tặng cho bạn thêm một sợi dây buộc tóc đây. Đó là đường link ưu đãi ha. Các bạn đặt hàng mà đặt bằng những đường link mà Liam để trong phần mô tả video thì các bạn có thêm ưu đãi của shop, đó là các bạn được tặng thêm quà ha. Liam nhắc các bạn để các bạn lưu ý ha, có nhiều bạn chưa biết rồi các bạn. Một số bạn mua quen rồi thì các bạn biết, các bạn đặt trên đó thì Liam tặng quà nhiều hơn ha. Quà tặng kèm của đơn của bạn, bạn mua hai món là Liam tặng sticker ha. Đây sticker rồi nè, Liam tặng cho bạn ít sticker. Nhưng mà bạn mua bằng cái đường link mà Liam để trong phần mô tả của video ha, thì Liam tặng thêm cho bạn một sợi dây buộc tóc nữa. Liam cảm ơn bạn Khánh Nguyễn đã ủng hộ shop của Liam lần thứ hai nha. Liam hy vọng là shop của Liam có thể phục vụ bạn trong những đơn hàng tiếp theo nữa. Giờ hãy cùng với Liam gói hàng cho bạn Khánh Nguyễn ha. Liam có làm một chiếc thùng để gói hàng cho bạn. Ban đầu Liam định là Liam sẽ bỏ trong túi ha, nhưng mà Liam sợ đi đường xe nó hư sổ của bạn á, nên là Liam cũng làm cho bạn một cái chiếc hộp và giày. Liam bị khan tiếng rồi các bạn ơi, tại vì sáng nay Liam dậy sớm á, dậy sớm hơn mọi khi nữa, cho nên là em bị cái giọng Liam nó hơi khàn xíu, các bạn thông cảm nha các bạn. Bạn lựa hai cuốn sổ rất là cute luôn, để Liam cho cái cây son vào đây luôn ha. Em cho cái son vào cho nó gọn. Em tiếp tục gói đơn tiếp theo của bạn Thùa đến từ Sóc Trăng. Đơn của bạn 3 món, tổng đơn là 81k cả tiền ship ha. Món đầu tiên là bạn mua một cuộn tem cảm ơn. Cuốn tiếp theo là một cây thước. Và cuối cùng là một cuốn sổ để chiếc sticker. Cuốn sổ có tìm theo cái cây cán để cán sticker đó này các bạn. Wow, cái màu này rất là đẹp luôn các bạn ơi. Cuốn màu này có một cuốn à. Em lấy cho bạn này, màu xanh ha. Liam có món quà nhỏ Liam tặng cho bạn ha. Tặng cho bạn một cây bút và một túi tốt. Liam cảm ơn bạn đã ủng hộ shop của Liam nha. Đơn hàng tiếp theo Liam gói cho bạn Quỳnh Anh đến từ Kiên Giang ha. Bạn Quỳnh Anh mua tổng cộng là 5 món này. Liam soạn hàng cho bạn luôn nha. Bạn mua một cuộn băng keo, loại keo hai mặt đó các bạn. Đây, một cuộn băng keo siêu dày luôn. Món thứ hai là thước 500 dẻo, một cái thước ha. Món thứ ba là chiếc rổ nhựa có đính cham. Đây, chiếc rổ này có đính cham hình hoa cúc ha, rổ nhựa nè. Rồi món tiếp theo là dao cắt sticker dạng bút. Đây một cái dao cắt sticker dạng bút này các bạn. Và cuối cùng là một sushi bánh pizza. Liam bóp nhẹ nhẹ, không dám bóp mạnh tại vì hàng của các bạn á, cho nên là Liam không dám bóp mạnh ha các bạn. Rồi bây giờ Liam gói hàng cho bạn Quỳnh Anh đến từ Kiên Giang nha. Liam cũng mới làm một chiếc thùng để Liam bãi hàng cho bạn Quỳnh Anh nè. Các bạn mua hàng chỗ shop Liam á thì các bạn yên tâm về vấn đề vận chuyển chỗ cái thùng ha. Để cái thùng rất là dày này các bạn, Liam bãi hàng cho bạn đi đường xe nó khỏi bị hư ha. Đây em cho cái gỗ rồi ha.
Liam có món quà Liam gửi tặng cho bạn Quỳnh Anh ha. Tặng cho bạn một sợi dây buộc tóc do Liam tự làm nè. Em tặng thêm cho bạn một ít sticker. Cảm ơn bạn Quỳnh Anh đã ủng hộ shop của Liam nha. Em hy vọng là các bạn sau khi mà mua hàng xong á, các bạn nhận hàng, các bạn quay lại video ha, để các bạn comment ở trên shop giúp Liam. Em cảm ơn các bạn ha. Đơn hàng tiếp theo Liam gói cho bạn Như Tiệp đến từ Hà Nội, bạn mua 4 món ha. Giờ Liam soạn hàng cho bạn này, 4 món của bạn là tổng cộng là 101.000, trả tiền ship luôn. Món đầu tiên là một cục tẩy rượu. Món thứ hai là bộ thuốc Eke. Liam thấy này các bạn bắt đầu mua đồ dùng học tập rồi các bạn, tại vì sắp tới năm học mới rồi ha. Liam thấy các bạn mua thuốc nè, rồi mua gom, rồi mua bút chì rồi ha. Món thứ ba là thùng rác thú có tặng kèm sticker trang trí. Một thùng rác thú nè. Liam chọn cho bạn màu trắng và trang trí sticker lên rất là đẹp luôn các bạn. Có tặng kèm bạn một tấm sticker ha. Về món thứ tư là set 2 cái bút chì, một tẩy, một thuốc và một cây thước ha. Đây. Một set như thế này gồm có hai cái bút chì nè, có cục gom nè, có gọt bút chì và có một cây thước nhỏ trong này ha. Rất là gọn luôn. Bây giờ Liam gói hàng cho bạn Như Tiệp đến từ Hà Nội nha. Đơn của bạn tổng hết là 101.000, có cả tiền ship luôn trong này luôn các bạn. 101.000 mà mua được 4 món ha. Liam có món quà nhỏ Liam gửi tặng kèm cho bạn nha. Tặng bạn một sợi dây buộc tóc và tặng cho bạn một ít sticker. Liam tặng thêm cho bạn một bọc hạt sốt nữa nè các bạn. Liam tiếp tục gói đơn hàng tiếp theo của bạn Bảo Ngân đến từ Vũng Tàu. Bạn Bảo Ngân mua hai món ha. Món đầu tiên là một cái nhíp và món thứ hai là móc khóa, hộp móc khóa handmade nè. Liam có món quà nhỏ Liam gửi tặng cho bạn ha. Mặc dù bạn mua hai món nhưng mà Liam cũng có quà cho bạn. Và Liam cũng gói hàng cho bạn bằng thùng đàng hoàng ha các bạn. Tặng thêm cho bạn hai cái kẹp giấy nè, để bạn về bạn có làm thủ công mà bạn làm ha. Đơn tiếp theo của bạn Bảo Linh đến từ Hải Phòng. Bạn Bảo Linh mua 3 món nè. Liam soạn hàng cho bạn Bảo Linh nha. Bạn Bảo Linh mua túi bóng kính 50 cái. Đây, cái túi bóng dán miệng nè các bạn. 50 cái. Món thứ hai là sổ gồm 38 tờ sticker ha. Đây, một cuốn sổ trong này có 38 tờ sticker. Và là một lắc washi tape, hay bạn chọn mẫu này ha. Liam lấy đúng mẫu cho bạn nè. Rồi, bây giờ Liam gửi hàng cho bạn Bảo Linh nha. Đến từ Hải Phòng, đơn của bạn là 77k. Thì 7k, cả tiền ship luôn ha các bạn. Liam có món quà nhỏ Liam gửi tặng cho bạn ha, bạn Bảo Linh ha. Tặng cho bạn một ít sticker, một cái kẹp giấy. Liam tặng thêm cho bạn một túi hạt sốt ha. Tiếp theo thì Liam gửi hàng cho bạn khách mua 3 bịch bông. Bạn Thúy Hằng đến từ Đồng Tháp nè. Bạn mua bông để làm sushi nè các bạn. Đây, 3 bịch bông. Cái bịch bông này là Liam bỏ đầy bì đó, nhưng mà Liam lấy hơi ra cho nên là nhìn nó nhỏ như thế này ha. Các bạn mở đây ra là nó sẽ bung ra ha các bạn. Liam tặng cho bạn một ít sticker. Thường thì các bạn mua món bông không thì Liam không có quay video ha các bạn. Tại vì bông nó cầm cờn ấy, Liam không quay video. Nhưng mà đơn của bạn thì sẵn cái video này Liam quay luôn. Liam có chiếc túi Liam bỏ hàng cho bạn ha. Đơn cuối cùng của chiếc video này là đơn của bạn Thu Thảo đến từ Hà Nội. Bạn mua một hộp sticker 12 tấm ha. Đơn của bạn mua đúng một hộp luôn các bạn. Bây giờ Liam gửi hàng cho bạn này, một đơn siêu nhỏ. Liam còn ít sticker, Liam tặng hết cho bạn luôn ha.
Thì em hy vọng là đợt sau á bạn mua đơn nhiều hơn ha các bạn. Mua một món á, thành ra là thì em cũng không biết tặng bạn như thế nào luôn ha. Thật ra mua một món như thế này rất là khó gói các bạn. Gói như thế này bỏ hộp thì nó nhỏ quá, làm cái hộp phải mất công ha. Mà gói thì sợ đi đường xe nó hư á các bạn. Các bạn mua từ vài món trở lên thì em sẽ làm hộp thì em bỏ cho các bạn á. Một hộp nhỏ quá. Các bạn mà mua một món á, thì tiền ship khá là cao ha các bạn. Tiền ship nó sẽ hơn tiền hàng luôn ha. Cho nên là đi em nghĩ là các bạn nên mua từ 3 đến 4 món trở lên thì tiền ship nó sẽ đỡ hơn cho các bạn ha. Em có để đường link các sản phẩm cũng như là link của shop ở trong phần mô tả video ha. Nếu các bạn mua hàng mà mua bằng đường link mà đi em để trong phần mô tả của video thì các bạn sẽ được đi em tặng thêm một món quà nhỏ ha. Có nghĩa là được tặng thêm quà các bạn, tại vì những cái link đó là những link ưu đãi của shop ha các bạn. Rồi bây giờ đi em xin kết thúc video ở đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Nếu các bạn thấy thích những video gói hàng của đi em, thích đi em quay gói hàng thì các bạn hãy tặng cho đi em một like. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để đón xem những video mới nhất từ đi em ha. Bye bye các bạn.